Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một bó hoa, làm hoa dùi trống như thế này để các bạn có thể bó thành bó hoặc là các bạn có thể cắm vào lọ nhé. Các bạn có thể dùng các lọ thủy tinh như thế này để các bạn cắm hoa này vào, hoặc là các bạn có thể dùng giấy để bó lại như thế này nhá. Hoa dùi trống này thì nó cũng không phổ biến ở Việt Nam, tuy nhiên thì mình thấy nó khá là đẹp và cũng rất là dễ làm. Công đoạn thì các bạn chỉ cần làm hoa thôi, chẳng cần làm lá đâu. Thì theo mình thấy cái hoa này mình cắm hay mình bó thì không có lá thì nó sẽ đẹp. Đây là bó hoa nhỏ xinh, mình đã bó khoảng 10 bông hoa dùi trống như thế này. Khá hoa này khá là lạ đúng không? Thì hôm nay mình sẽ làm hướng dẫn các bạn nhé. Nguyên liệu chính thì gồm một số nguyên liệu như sau.